Chào mừng các bạn đã đến với kênh 6879 TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Những kẻ cản đường gây sóng gió ở năm kỳ World Cup gần nhất. Xin chào các bạn đã trở lại kênh YouTube 6879 TV. World Cup 2022 tại Qatar sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 với sự tham dự của 32 đội bóng mạnh nhất hành tinh. Người hâm mộ luôn chứng kiến tên tuổi của những đội tuyển lớn luôn góp mặt ở vòng tứ kết, bán kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, sôi động với những pha làm bàn đẹp mắt. Tuy nhiên, tại các kỳ World Cup luôn có những điều bất ngờ, bên cạnh những tên tuổi lớn vang danh thì cũng có những đội tuyển lần đầu tiên làm chú ngựa ô bất kham, tiến sâu vào trong giải, làm kẻ cản đường gây sóng gió khiến cho những đội tuyển lừng danh phải gục ngã đau đớn. Vậy họ là ai? Hãy cùng kênh YouTube 6879 TV cùng khám phá những kẻ cản đường gây sóng gió ở năm kỳ World Cup gần đây nhé. 1. World Cup 2002. World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản từ 31 tháng 5 đến 30 tháng 6, lần đầu tiên tuyển Hàn Quốc và tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ vào tới vòng bán kết gây cú sốc lớn cho nhiều đội tuyển tên tuổi. Tuyển Hàn Quốc thi đấu ở bảng D cùng với Mỹ, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Tại vòng bảng, Hàn Quốc thi đấu 3 trận, 2 thắng, 1 hòa, ghi được 4 bàn thắng, được 7 điểm đứng đầu bảng D. Trong khi đó, ở bảng C tuyển Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cùng với Brazil, Costa Rica và Trung Quốc. Với 1 trận thắng, 1 hòa, 1 thua, Thổ Nhĩ Kỳ ghi được 5 bàn thắng, được 4 điểm xếp nhì bảng C sau Brazil. Tại vòng 16 đội, ngày 18 tháng 6 Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ có chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản và Hàn Quốc có chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Ý. Như vậy, hai ông lớn Nhật Bản và Ý đã phải dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2002. Nối tiếp đà chiến thắng, ngày 22 tháng 6 tuyển Hàn Quốc đã có một trận cầu căng thẳng với ông lớn Tây Ban Nha. Cả hai cầm hòa nhau 0-0 suốt 120 phút thi đấu chính thức. Sau đó, nhờ loạt luân lưu đầy may rủi, Hàn Quốc một lần nữa đã giành chiến thắng 5-3 và tiễn Tây Ban Nha về nước. Thổ Nhĩ Kỳ cũng bất ngờ đánh bại Senegal bằng một bàn thắng duy nhất ở phút 94 và cùng Hàn Quốc vào bán kết. Tuy nhiên, tại trận bán kết ngày 25 tháng 6, mạch chiến thắng của hai chú ngựa ô đã phải dừng lại khi Hàn Quốc đã thua tuyển Đức 0-1, bàn thắng duy nhất của Đức do công của Ballack ghi ở phút 75. Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải chịu thua Brazil 0-1 với bàn thắng duy nhất do công của Ronaldo ghi ở phút 49. Sau đó, ngày 29 tháng 6, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận tranh hạng 3 và kết quả Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng 3-2 trước Hàn Quốc. Như vậy, tại World Cup 2002, Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng 3, Hàn Quốc xếp hạng 4 và họ đã khiến cho Nhật Bản, Ý, Tây Ban Nha và Senegal phải ngậm ngùi xách vali về nước. 2. World Cup 2006. World Cup 2006 tại Đức không có sự đột biến nào xảy ra vì các đội tuyển vào đến vòng bán kết là những tên tuổi nổi tiếng, vang danh như Đức, Ý, Bồ Đào Nha và Pháp. Đây là những đội tuyển giàu thành tích ở đấu trường quốc tế và tại các kỳ World Cup được đánh giá cao. 3. World Cup 2010. Sự trở lại đầy bất ngờ của tuyển Uruguay ở World Cup 2010 đã gây sốc và khó chịu khiến cho các đội bóng tên tuổi phải ngã ngựa khi Uruguay vào đến tận vòng bán kết. Ở vòng bảng, tuyển Uruguay thi đấu ở bảng A cùng với Mexico, Nam Phi và Pháp. Với 2 trận thắng, 1 trận hòa ghi được 4 bàn thắng, được 7 điểm, Uruguay đứng đầu bảng A. Tại vòng 16 đội ngày 26 tháng 6, Uruguay đã xuất sắc đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của Uruguay do cú đúp của Suarez ghi ở phút thứ 8 và 80 của trận đấu. Ngày 2 tháng 7 tại trận tứ kết, sau khi cầm hòa tuyển Ghana 1-1 trong suốt 120 phút thi đấu, tuyển Uruguay đã may mắn giành chiến thắng 4-2 qua loạt đấu súng penalty để giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 7 tuyển Uruguay đã phải dừng bước trước cơn lốc màu da cam Hà Lan khi để thua với tỷ số 2-3. Ngày 10 tháng 7 Uruguay tiếp tục thua tuyển Đức với tỷ số như cũ là 2-3 và chỉ giành được hạng tư World Cup 2010 Nam Phi. Loại Hàn Quốc ở vòng 16 đội và loại Ghana ở tứ kết, đây là hai đội bóng tầm trung ở World Cup nên khi gặp Hà Lan, Đức thì tuyển Uruguay đã phải dừng bước. Như vậy, World Cup 2010 đã ghi nhận sự trở lại đầy bất ngờ của tuyển Uruguay khi họ vào đến tận bán kết và đạt hạng tư World Cup 2010. Trong quá khứ, tuyển Uruguay đã từng vô địch năm 1930 và năm 1950, đạt hạng tư năm 1954 và năm 1970. Tuy nhiên, một thời gian dài tuyển Uruguay rơi vào pha suy yếu, năng lực thi đấu sa sút và thành tích kém hẳn.
4. World Cup 2014. World Cup 2014 tại Brazil không có sự đột biến nào xảy ra vì các đội tuyển vào đến vòng bán kết là những tên tuổi nổi tiếng, vang danh như Brazil, Đức, Hà Lan, Argentina. Đây là những đội tuyển giàu thành tích ở đấu trường quốc tế và tại các kỳ World Cup được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao. 5. World Cup 2018. World Cup 2008 tại Nga thì Croatia và Bỉ là hai đội tuyển gây bất ngờ với thành tích chói sáng khi đi liền một mạch từ vòng bảng đến bán kết và chung kết. Croatia và Bỉ đã khiến nhiều đội tuyển có bề dày thành tích phải gục ngã và khóc trong đau đớn. Tuyển Croatia thi đấu ở bảng D cùng với Argentina, Nigeria và Iceland. Với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, tuyển Croatia ghi được 7 bàn thắng. Được 9 điểm, đứng đầu bảng D, tuyển Bỉ thi đấu ở bảng G cùng với Anh, Tunisia và Panama. Giống như Croatia, tuyển Bỉ cũng có 3 trận toàn thắng, ghi được 9 bàn thắng, được 9 điểm đứng đầu bảng G. Tại vòng 16 đội, tuyển Croatia đối đầu với Đan Mạch và cả hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Sau loạt sút luân lưu, tuyển Croatia may mắn giành chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch để vào tứ kết. Tuyển Bỉ cũng có chiến thắng ngọt ngào 3-2 trước Nhật Bản và nối gót Croatia để vào tứ kết. Ngày 6 tháng 7 tại tứ kết, tuyển Bỉ bất ngờ hạ gục ông lớn Brazil với tỷ số 2-1 và tiễn chân đội bóng hàng đầu thế giới về nước. Trong khi đó, ngày 7 tháng 7, Croatia cầm chân Nga 2-2 suốt 120 phút thi đấu chính thức và may mắn giành chiến thắng 4-3 sau loạt penalty. Croatia cũng tiễn chân Nga về nhà bằng xe buýt vì World Cup 2018 tổ chức trên đất Nga. Tiếp đà chiến thắng, ngày 11 tháng 7 tại bán kết, tuyển Croatia đã giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước tuyển Anh giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, tuyển Bỉ đã phải dừng chân trước người Pháp sau khi thua những chú gà trống gâu loa đúng một bàn thắng do công của Umtiti ghi ở phút 51. Sau đó, tuyển Bỉ đã vùi dập tuyển Anh 2-0 để giành lấy danh hiệu hạng 3 và chia tay tuyển Anh về nước. Trận chung kết trong mơ giữa chú ngựa bất kham Croatia và Pháp diễn ra ngày 15 tháng 7 năm 2018 dưới cơn mưa bàn thắng. Hai đội rượt đuổi nhau với tỷ số kinh hoàng, cuối cùng Croatia đành chấp nhận thua cuộc khi để người Pháp đè bẹp với tỷ số 4-2. Chung cuộc, Croatia giành chức Á quân World Cup 2018 tại Nga. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, like, chia sẻ bình luận để nhận được những video mới nhất, hay nhất trên kênh 6879TV nhé. Xin cảm ơn.